Thiệt vậy hả cô Duyên? Tôi nói thiệt mà. À, vậy thì nói gần nói xa, không qua nói thiệt. Người mà tôi ngày đêm thầm thương trộm nhớ người ấy là... Là ai? Dạ là... Là ai nói đi? Là cô Duyên hiền ngoan nhất xóm, yêu thảo siêng năng, bao người tâm tăng người khen. Tình anh trao tim lòng xuyến sao, nhưng hiếm ơn chưa đơn sống, đâu dám nào ước mơ đến hiền. Tình sao?